Vâng, đó là tia sơ về chiếc xe điện thông minh đầu tiên của thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast. Có lẽ đây sẽ là một trong những cái sự kiện lịch sử không chỉ riêng đối với một hãng xe của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung của cả ngành công nghiệp chế tạo cơ khí của chúng ta nữa. Chào mừng các bạn đến với Auto Việt Nam trong bản tin đặc biệt về sự kiện mở bán của chiếc xe VinFast VFE34. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Và mình là Trí Trần. Đầu tiên nói về mức giá bán niêm yết dành cho xe không đi kèm pin là 690 triệu đồng. Tuy nhiên thì hiện nay trong thời gian chương trình ưu đãi được diễn ra, giá xe chỉ còn là 590 triệu đồng. Số tiền đặt cọc tối thiểu là 10 triệu đồng. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 tới ngày 30 tháng 6 năm 2021. Bên cạnh đó thì khách hàng mua xe được miễn phí thuê pin trong một năm đầu tiên, tương đương với số tiền khoảng 17,4 triệu đồng. Ngoài ra, tặng ngay 30 triệu đồng dành cho khách hàng chuyển đổi xe từ sử dụng động cơ xăng sang sử dụng ô tô điện VFE34 thông qua dịch vụ đổi cũ lấy mới Smart Solution. Điểm đáng chú ý về chương trình xe điện của VinFast đó là tất cả các xe bán ra cho khách hàng ở mọi thời điểm đều được bảo hành trong vòng 10 năm. Ngay bây giờ, tôi sẽ phân tích để các bạn có thể hiểu sâu hơn về những chính sách ưu đãi trên nhé. Thứ nhất, xét về mức giá bán, cá nhân tôi cho rằng VinFast VFE34 có đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nằm trong phân khúc crossover hạng C và hạng B, ngay kể cả khi đã kết thúc các chương trình ưu đãi về với mức giá bán lẻ là 690 triệu đồng. Hiện nay, các đối thủ như là Kia Seltos với phiên bản cao nhất là Turbo Premium là 719 triệu, EcoSport 1.0 lít Titanium là 686 triệu, Hyundai Kona 1.6 Turbo là 760 triệu. Suy ra các bạn sẽ thấy là mẫu xe Việt Nam có mức giá bán rất phù hợp với tình hình chung của thị trường. Điều thứ hai đó là chính sách cho thuê pin để giảm thiểu chi phí cho khách hàng. Một năm mà các bạn chỉ phải bỏ ra là 17 triệu 400 nghìn đồng để thuê pin. Mình cứ tính một cách đơn giản nhất cho các bạn đó là 12 tháng sử dụng. Mỗi tháng các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng 1,45 triệu đồng tiền thuê. Một tuần là khoảng 362.500 đồng. Trong khi đó, nếu trong quá trình sử dụng pin năng lượng gặp bất kỳ những vấn đề kỹ thuật nào mang yếu tố khách quan, VinFast sẽ thay thế và tiếp tục bảo hành miễn phí cho các bạn. Đây là một trong những chính sách rất hay mà hiện nay trên thế giới chưa có hãng xe nào áp dụng, ngay kể cả các hãng xe lớn như Toyota ở tại thị trường Việt Nam, phân phối mẫu xe Corolla Cross phiên bản xăng lái điện với một cục pin chỉ được bảo hành trong vòng 3 năm hoặc 100.000 cây số và mức thay thế cho một cục pin khoảng 90 triệu đồng. Điều thứ ba đến từ chính sách bảo hành 10 năm dành cho VinFast VFE34. Chắc chắn chưa có một cái sản phẩm ô tô nào ở trên thế giới được sản xuất theo quy mô lớn và phân phối đại trà ra thị trường mà có chính sách bảo hành lên tới 10 năm như là VinFast VFE34. Có lẽ nói đến đây thì tôi cho rằng hãng xe Việt Nam rất tự tin về sản phẩm của mình và điều đó giúp cho người tiêu dùng vô cùng an tâm để lựa chọn xe điện của hãng thay vì sử dụng xe động cơ đốt trong. Điều thứ tư đến từ chính sách tặng ngay 30 triệu đồng dành cho khách hàng chuyển đổi xe từ sử dụng động cơ xăng sang sử dụng ô tô điện VFE34 thông qua dịch vụ đổi cũ lấy mới Smart Solution. Và cuối cùng thì tôi luôn đánh giá rất cao chính sách đổi cũ lấy mới Smart Solution của VinFast bởi vì cách làm của hãng xe Việt mang tính hệ thống rất cao mà gần như người tiêu dùng không cần phải lo lắng quá nhiều về việc bán xe ở đâu và mua xe như thế nào. Chỉ cần các bạn đến trung tâm đổi xe cũ của VinFast là sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp kiểm tra và báo giá thu mua xe ngay lập tức. Điều này giúp cho VinFast tăng sức cạnh tranh rất lớn so với các hãng xe còn lại. Điều thứ năm đó là sẽ có rất nhiều người lăn tăn giống như mình là mua xe điện xong ấy thì nạp năng lượng ở đâu. Theo như mình tìm hiểu thì VinFast sẽ nhanh chóng phát triển khoảng 40.000 trạm sạc điện trên toàn quốc từ giờ cho tới cuối năm và mô hình sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần trong vài năm tới, bao gồm các trạm sạc nhanh và trạm sạc chậm để đáp ứng kịp thời cho những chiếc xe được bàn giao tới tay khách hàng vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Còn một điều nữa đó là với thiết kế không quá phức tạp, xe điện VinFast còn có thể sạc ngay tại nhà mà không cần phải ra trạm sạc công cộng. Cuối cùng với những phân tích trên của mình thì hy vọng các bạn đã hiểu sơ qua về chính sách bán hàng của VinFast dành cho mẫu xe VFE34. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi và tiếp theo mình sẽ có bài phân tích về thông số kỹ thuật của VFE34. Xin chào và hẹn gặp lại!